Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề mà mình đảm bảo là nó sẽ rất là thú vị. Và đây là những cái kiến thức mà nếu mà mình không nói ra thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nghe được từ bất kỳ một ai hết. Tại vì mình làm về cái chuyên môn này rất là sâu. Thường thì các bạn sẽ nghĩ là các loài động vật hoặc là rắn hoặc là cái loài động vật gì đó mà các bạn biết đến sau khi giao phối đến mùa sinh sản, sau khi giao phối thì sẽ sinh sản, bắt đầu sinh sản đúng không? Nhưng mà đối với rắn ấy, sẽ có một số loại rắn mà nó có cái hiện tượng rất là thú vị, đó là trinh sản. Trinh sản nghe nó rất là vô lý đúng không? Tức là không có con đực giao phối thì làm sao mà đẻ được. Nhưng mà có những loại rắn lục, tức là ghi nhận những cái trường hợp mà khi mà người ta nuôi rắn lục ở trong một cái môi trường mà ra cái con F1 luôn. Và cái con F1 là cái con mà được sinh ra từ hai cái con phối với nhau. Thì cái đời đầu tiên là F1, tức là nó sẽ không lai với bất kỳ một con nào hết, không giao phối với con nào hết, nhưng mà nó vẫn sinh sản. Thì cái đó gọi là trinh sản, người ta đã ghi nhận cái trường hợp đó rồi. Mình thì thực tế thì mình chưa có nhìn thấy, nhưng mà trong cái phòng rắn của mình thì nó cũng có một cái hành vi nó thú vị cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là rắn năm trước nữa mình cho giao phối và năm nay nó lại có bầu, nó mang thai tiếp. Tức là trước đây thì mình đã biết qua tài liệu rồi, nhưng mà mình chưa có trải nghiệm nhiều. Còn bây giờ khi mà mình đã chứng kiến tận mắt rồi thì mình sẽ làm cái nội dung này cho các bạn thấy. Thì cũng không có lạ lùng gì với cái loài rắn này. Thì đây là rắn chằm quạp. Năm ngoái thì mình cũng có làm một cái nội dung cho các bạn xem rồi. Còn năm nay thì cũng là rắn chằm quạp sinh sản. Nhưng mà có những con mà mình cho sinh sản bằng cách mà ghép con đực với con cái lại. Còn đây là những cái con mà nó giao phối từ năm trước và năm trước nữa, và bây giờ nó đẻ ra những quả trứng. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem là cái con rắn chằm quạp khi mà nó bắt cặp với nhau và nó giao phối, nó đẻ ra những ổ trứng. Và những cái con rắn mà giao phối từ mùa trước nữa, nó đẻ ra những quả trứng thì nó có cái sự khác nhau như thế nào. Hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề này nó sâu hơn một chút xíu, để cho các bạn biết được là bất kỳ một cái chuyên môn nào khi mà mình đi sâu vào ấy, nó cũng sẽ có những cái thú vị riêng. Nó rất là thú vị luôn. Đây này, cho các bạn coi. Thì đây là một con rắn chằm quạp cái. Năm nay thì mình không cho con cái này sinh sản, nhưng mà như các bạn thấy thì nó đang ôm một cái ổ trứng này. Các bạn thấy không? Ở đây thì có, để mình đếm xem nha. Ở đây thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 quả trứng. Tức là đây là một con rắn cái cũng không to lắm nha. Cái trọng lượng con rắn cái này chỉ khoảng tầm 150g thôi. Không có to đâu, rắn chằm quạp thì nó không có to lắm. Nhưng mà những cái con cái mà như thế này này, nó rất là dữ luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái ổ trứng ra để cho các bạn xem ha. Ây da, từ từ, để mình bỏ con cái vào đã. Xong rồi mình sẽ lấy những quả trứng ra cho các bạn xem. Bây giờ mình đeo găng tay để mình lấy cái ổ trứng ra ha. Tại vì những con rắn cái nó sẽ rất là dữ so với lại những con rắn bình thường. Người ta thường nói là chằm quạp chửa đó, là những cái con mà nó rất là độc. Độc ở đây ấy, các bạn biết tại sao không? Tức là khi mà cái quá trình mà con rắn chằm quạp nó đang có chửa thì nó sẽ không đi săn mồi nữa. Và các bạn biết là cái lượng nọc độc khi mà nó tích tụ lại, khi mà nó không... Đó, các bạn thấy không? Con rắn nó vừa mới cắn mình xong này. Những con rắn cái như này nó rất là dữ. Nó sẵn sàng cắn, nó sẵn sàng tấn công để mà bảo vệ cái ổ trứng mà nó đang ấp. Thì cái hành vi này thì ở rắn hay ở bất kỳ loài động vật nào thì nó đều có cái hành vi mà bảo vệ con non như này đó. Các bạn thấy không? Các bạn thấy rắn mẹ nó dữ không? Nè, đây là một quả trứng nha. Đây là một quả trứng nha, để mình bỏ riêng ra đây một lát nữa mình soi cho các bạn xem là cái quả trứng này nó có trống hay không. Tại vì á, lát nữa mình sẽ nói là cái sự khác biệt giữa cái ổ trứng mà được sinh sản bằng cách ghép đực cái và ý dạ, các bạn thấy con rắn không? Mình lấy trứng ra rồi nè, để mình bỏ cái găng tay ra để mình soi trứng cho các bạn coi nha. Tại vì thường ấy, những quả trứng này á, cái phôi của nó sẽ không được khỏe như là đang dòm cái đầu ra. Không biết là cái thằng này là thằng nào mà nó lại lấy trứng của mình. Trứng của mình bao nhiêu ngày tháng ấp ủ xong rồi đẻ ra, rồi bây giờ thằng này nó vô nó lấy mất. Ở đây có 5 quả trứng này. Như các bạn để ý ấy, thì đây 1, 2, 3, 4, 5. Đây là những cái quả trứng mà nó có phôi. Có phôi thì nó sẽ trắng và nó được bọc bởi một cái lớp vỏ trứng trắng như thế này. Khi mà những quả trứng mà các bạn nhìn thấy đây này, nó sẽ bị trong đi sau khoảng tầm 1 ngày hoặc là 2 ngày đẻ. Thì đây là những quả trứng không có phôi, nó sẽ tự động nó chết đi. Còn những quả trứng này là những quả trứng mà mình ấp, cái nguy cơ nở của nó rất là cao. Tại sao mình nói là cái khả năng nở của nó cao? Tại vì đây là con rắn mà giao phối năm ngoái và năm nay nó mới
đẻ, vì vậy nên là cái phôi của nó được lưu trữ ở trong cơ thể. Cái tinh trùng của con đực nó được giữ ở trong cơ thể con cái sau cả năm rồi, nên là cái chất lượng phôi nó sẽ không tốt giống như là rắn đực mà giao phối năm nay nữa. Đối với những cái ổ trứng rắn mà được rắn đực giao phối năm nay ấy, thì những cái phôi nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Lát nữa mình soi đèn các bạn sẽ thấy là cái phôi của cái ổ trứng mà này nó sẽ khác so với ổ trứng kia. Thì đây là những quả trứng mà các bạn ấp là chắc chắn nó sẽ không nở này. Còn đây là những quả trứng mà mình nghĩ là hai quả này sẽ khả năng nở rất là cao này. Còn hai quả này thì nó sẽ không nở. Bây giờ mình sẽ bỏ cái ổ trứng rắn này vào trong lồng ấp đi. Mấy quả trứng mà nó bị dính cái phần giá thể này này, nó sẽ không tốt cho con rắn mẹ. Bây giờ mình sẽ ghi cái ngày ghi ngày mà ổ trứng nó đẻ ra ấy. Xong rồi mình sẽ để ở đây, mình cất vào trong lồng ấp để mình biết được là cái ngày mà bắt đầu đưa vào lồng ấp là vào ngày bao nhiêu, để mình theo dõi trứng, mình căn cái ngày mà những quả trứng này nó chuẩn bị nở đó. Tại vì khi mà nở ra ấy, con rắn con nó sẽ cần không khí để nó thở, nên mình phải căn cái ngày nó trước khi nó nở để mình đưa nó sang một cái lồng khác, để khi mà nó nở ra cái là nó có không khí nó thở liền. Còn cái lồng ấp ấy, thường cái không khí nó sẽ rất là kín là vì mình phải đậy kín lại để nó bảo lưu cái hơi nước ở trong cái lồng ấp. Thành ra là cái lồng ấp là cái lồng ấp, còn cái lồng mà để mà chuẩn bị cho rắn con chui ra nó là một cái lồng khác nữa. Đó, các bạn phải để ý, tại vì có những cái kinh nghiệm mà nó rất là xương máu. Trước đây, cách đây khoảng 10 năm gì đấy, mình ấp trứng rắn ráo trâu, ấp 600-700 quả trứng ấy. Xong rồi đến lúc mà trứng nó nở ra thì mình đâu có biết là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà nó chuẩn bị nở đâu. Mình vẫn để ở trong cái lồng ấp đó luôn. Xong rồi đến lúc rắn con nở ra cái chết mất khoảng tầm hơn 100 con. Là vì nó bị thiếu khí ấy. Khi mà mình mở cái thùng ra, các bạn hình dung là rắn con nó nằm vắt lên nhau xong rồi nó chết. Trời ơi, cái cảnh đó. Cái việc mà bị tổn thất về vấn đề kinh tế nó là một phần rồi. Còn cái việc mà để rắn con nó bị chết ở trong lồng ấp ấy nó rất là tệ. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vào trong cái lồng ấp này trước ha. Bây giờ mình sẽ phun một chút xíu nước để cho con cái nó thoải mái hơn một tí. Ok, bây giờ đi sang con khác ha. Hôm nay mình có tới 3 con mà sinh sản theo kiểu giao phối từ những mùa trước nữa cơ. Không phải là một con mà là 3 con. Tại vì thường thì ví dụ như là các bạn ghi nhận một cái trường hợp mà nó đẻ như vậy thì các bạn đã thấy nó khác rồi đúng không? Nó lạ rồi đúng không? Nhưng mà mình có rất là nhiều kết quả khác nhau nữa, chứ không phải là mình chỉ có một kết quả và mình đã nói luôn về cái chủ đề đấy. Nè, các bạn thấy không? Ở đây có một con rắn cái. Con rắn này hơi ốm, tại vì thường rắn mà đến mùa sinh sản là nó sẽ hơi gầy như thế này nè. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6 quả trứng. 6 quả trứng các bạn thấy không? Nhưng mà đa số những quả trứng ở đây thì có vẻ như là đều không có trống hết. Để mình lấy những quả trứng này ra ha. Để mình xem là cái chất lượng trứng nó có tốt không. Tại vì cái tổ lúc nãy thì thấy có 4-5 quả là có khả năng cao là sẽ nở đó. Còn cái tổ này thì mình không đánh giá cao lắm. Tại vì thấy trứng có vẻ như không có phôi nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ cất con rắn mẹ đi ha. Xong rồi mình nói về mấy quả trứng này cho các bạn coi. Vì là đây là những cái quả trứng mà nó được sinh ra và không có giao phối trong năm nay, nên là chất lượng vỏ trứng nó cũng không được khỏe lắm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lúc nãy thì có 5 quả khỏe, còn bây giờ chỉ có 3 quả khỏe thôi. Đây là 3 quả mà sẽ không thể nào mà nở thành con được này. Nhưng mà dù sao thì mình cũng sẽ để vào trong lồng ấp. Tại vì có 1 hay là 2% cơ hội gì thì mình cũng sẽ ấp để xem cái tỷ lệ nở như thế nào. Những cái quả trứng mà cái chất lượng vỏ nó không tốt như này này, nếu mà các bạn mà ấp trong cái môi trường mà cực kỳ tốt ấy, thì nó có thể nở, nhưng mà cái tỷ lệ nở nó sẽ không cao bằng những quả trứng này. Nhưng mà dù sao nó có tỷ lệ thì mình vẫn để mình ấp, tại vì lòng mình rộng mà, cũng không có gì là ghê gớm lắm. Ok, đây là tổ thứ hai. Bỏ vào trong đây đã ha. Đây là tổ cuối cùng này. Tổ này thì cũng giống như hai tổ kia thôi. Chất lượng
Tôi cũng không được khỏe lắm. Bây giờ cái này là cái máy hút bụi, do cái phòng rắn của mình nó không rộng lắm nên là nó hơi bừa bộn. Đây là con rắn thứ ba này các bạn. Các bạn để ý không, ở đây xung quanh đây nó có rất là nhiều những quả trứng mà đã bị khô rồi này. Do đây là những cái quả trứng mà không trống ấy, nó sẽ được đẻ ra trước giống như là xả trứng vậy. Như các bạn thấy gà khi mà không có trống thì nó vẫn đẻ, thì con rắn này nó khi mà nó mang bầu xong rồi nó sẽ đẻ lác đác trong cái tuần mà trước khi con rắn này nó đẻ ra cái tổ trứng này này, là nó sẽ đẻ ra những quả trứng xả ra trước như thế này, xong rồi những quả trứng này nó sẽ khô lại như thế này. Còn cái tổ trứng mà nó đang ôm ở đây thì nó có một số quả trứng có cái vỏ khỏe hơn những quả trứng mà đang bị xả đây này. Để mình gắp ra xem là cái chất lượng trứng của cái tổ này nó có ấp được không, với lại có bao nhiêu trứng có phôi và có bao nhiêu trứng không có phôi. Mà mình đếm cho các bạn xem là cái tổ trứng này có bao nhiêu quả nha. Những con rắn cái mà nó đang có bầu như thế này nó rất là dữ, nên các bạn khi mà các bạn làm việc với rắn mà có bầu, hoặc là rắn đang trong mùa sinh sản, hoặc là rắn mà đẻ rồi, thì các bạn phải rất là cẩn trọng. Tại vì con gì cũng vậy, khi mà nó đang canh trứng hay là canh tổ thì nó đều sẵn sàng để nó tấn công cái mối nguy hiểm đó hết. Đây, để mình coi có bao nhiêu trứng nha. Ở đây là 4 quả này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cái tổ này có khoảng tầm 16 trứng, nhưng mà ở đây chỉ có một quả trứng là khỏe mạnh thôi này. Hai quả trứng bên này thì cái vỏ nó cũng màu trắng rồi, mình nghĩ là nó cũng có phôi nhưng mà phôi nó yếu. Đối với trứng rắn ấy, thì người ta sẽ soi xem là cái phôi của quả trứng nó có mạnh hay không. Nếu mà mình mà thấy cái chỉ máu mà nó phủ luôn cái quả trứng ấy, thì cái khả năng mà quả trứng đó nó nở, cái tỷ lệ nở quả trứng nó rất là cao. Còn nếu mà những cái quả mà nó mềm và nó lùng bùng như thế này này, mà nó không có trắng tinh ấy, thì cái tỷ lệ nở của những cái quả nó rất là thấp. Nhưng mà kệ không sao, nãy mình nói rồi, nếu mà thấp thì mình cứ để mình ấp, xong rồi khi nào mà quả trứng nó bị hư thì mình sẽ bỏ đi. Hôm bữa trong cái nội dung mà ấp 20 quả trứng rắn kia nó bị hư đấy, của cái con rắn hổ chúa mẹ đó, thì các bạn hỏi mình là tại sao trứng khi mà nó bị bẩn rồi nó bị như vậy thì sao không lấy cồn hay là lấy một cái dung dịch gì đấy sát khuẩn để mà vệ sinh nó đi. Thực ra thì không phải là mình không biết cái chuyện đấy, mà thực ra là tất cả những cái chất mà mình đã thử để mà diệt khuẩn, ví dụ như là povidin hay là cồn 90 độ hay cồn 70 độ hay là tất cả những cái chất sát khuẩn mà mọi người hay dùng để sát khuẩn cho người đó, thì khi mà mình sát khuẩn lên trứng thì quả trứng nó sẽ bị hư luôn cái phần bề mặt đấy. Thực ra quả trứng này ấy, nó đang sống và nó hít thở, nó lấy không khí, lấy oxy từ bên ngoài, rồi nó còn hút nước từ bên ngoài nữa. Nếu mà các cái chất diệt khuẩn đó mà nó mạnh hoặc là nó không có phù hợp, thì khi mà các bạn tiệt trùng ở trên cái bề mặt quả trứng, nó sẽ làm chết quả trứng luôn, chứ không phải là mình không biết sát khuẩn đó. Để nói cho các bạn biết, tại vì mình ít khi mà trả lời được hết các cái bình luận ở trên YouTube lắm, tại vì bình luận nhiều thì mình đọc hết á, mình không có để lại cái bình luận nào mà mình không đọc đâu, chẳng qua là mình không trả lời được hết thôi. Còn những cái bình luận mà tích cực thì mình rất là vui, còn những cái bình luận mà nó xúc phạm hay là gì đấy mình cũng đọc hết, và mình cũng không xóa luôn nha. Mình rất là ít khi mà xóa những cái bình luận tiêu cực, tại vì ngoài mình đọc bình luận ra thì có những người khác đọc bình luận nữa. Ví dụ như là có nhiều cái bình luận tích cực thì cái nội dung đó sẽ rất là ok, còn có những cái bình luận, có nhiều bình luận mà không tích cực thì cái nội dung đó có thể là mình làm nó có vấn đề, hoặc là cái vấn đề nó từ đâu đó, thì mình sẽ dựa vào những cái bình luận tốt hay không tốt để mà mình điều chỉnh lại cái nội dung làm sao cho nó phù hợp với người xem. Thì thành ra là mình không có thói quen xóa bình luận tiêu cực, và bình luận xúc phạm mình cũng không xóa luôn, và hầu như là mình sẽ không block ai ở trên kênh YouTube hết. Mình không có cái thói quen đó. Sao cũng được, ngôn luận là tự do, ai muốn nói sao cũng được, mình đọc hết, ghi nhận hết. Nhiều khi thì có những cái bình luận là mình không vui thật, nhưng mà nhiều lắm thì 1-2 ngày là mình sẽ tự mình cân bằng được cảm xúc của mình, nên là không sao, mọi người có thể bình luận thoải mái. Bây giờ mình sẽ soi cho các bạn xem là cái quả trứng mà phối mùa năm nay này và những quả trứng mà phối từ năm ngoái, năm kia nó có khác nhau như thế nào không nha. Tại vì mình nói là năm kia ấy, vì ở đây có những con rắn mà mình đã ghép cặp từ năm kia rồi, mình có ghi chép lại đàng hoàng, mình có
cái lý lịch của cái con từng con rắn một luôn, và con rắn đó giao phối ngày nào, rồi sinh sản từ năm nào, và đến thời điểm hiện tại thì nó đẻ ra như vậy, thì nó là giao phối cách đây 1 năm hay 2 năm, mình có note lại hết á, mình có ghi chép lại hết, thành ra là nó những cái ghi chép rất là bình thường xung quanh cuộc sống của bạn thôi, xung quanh công việc của bạn thôi, nhưng mà nó lại rất có ý nghĩa khi mà nó qua một cái quá trình hoặc là qua một cái khoảng thời gian nhất định. Đây là cái ổ trứng mà mình ấp được khoảng tầm 15 ngày rồi này. Thì cái tổ trứng này á là cái tổ trứng mà rắn giao phối của năm nay luôn. Nên các bạn nhìn thấy cái vỏ trứng, các bạn sẽ thấy nó có một cái sự khác biệt rất là lớn ở đây nha. Đây là cái tổ trứng mà đẹp lúc nãy mà mình lấy ra này. Thì các bạn thấy ở đây chỉ có một quả trứng đẹp thôi đúng không? Còn lại là 4 quả trứng kia nó không đẹp bằng quả này. Các bạn nhìn thấy vỏ thì nó sẽ không được trắng như là cái quả bên này này. Các cái chỉ máu nó sẽ không bao rộng và nó đỏ lên, nó gân máu nó mạnh như là những cái quả trứng còn lại. Thì nó khác biệt rất là nhiều. Nhìn vào cái chất lượng trứng thôi, khi mà mình soi đèn lên thì các bạn nhìn này, các bạn thấy cái quả trứng mà bên trên cùng ấy, các bạn sẽ thấy các cái chỉ máu nó rất là rõ và nó rất là đỏ. Thì cái khả năng cái quả này, cái tỷ lệ nở nó sẽ là 100% này. Mình đảm bảo các bạn là mình sẽ ấp nở quả này 100%. Chẳng qua là hiện tại thì nó đang bị thiếu nước nên nó hơi móp một chút xíu thôi. Nhưng mà sau khoảng 4-5 ngày mình điều chỉnh lại cái độ ẩm thì nó sẽ căng lại. Đây, cái quả trứng phía bên tay trái các bạn ấy, nó có chỉ máu nhưng mà nó sẽ không bằng quả bên trên đúng không? Thì cái đây quả trứng này người ta gọi là quả trứng mà phôi nó bị yếu này. Còn quả trứng bên tay phải các bạn ấy là không có phôi luôn. Thì ấp 1.000 năm sau nó cũng không nở luôn. Quả trứng phía bên tay trái là bỏ qua luôn ha. Quả trứng bên tay phải dưới cùng ấy thì nó cũng có một cái đốm đỏ ở đây, nhưng mà thực ra thì quả này ấp cũng không khả thi đâu. Tại vì các bạn có ấp thêm 3-40 ngày nữa phôi nó có phát triển lên được như cái quả thứ hai từ trên xuống như thế này thì cái thời gian khoảng tầm 62-63 ngày ấy, nó không đủ thời gian để cho phôi nó phát triển, thì quả trứng nó không có thể ra thêm thời gian được thì nó sẽ bị chết phôi. Đó là lý do tại sao mà ấp chưa đầy phôi thì trứng nó đã hư rồi đó. Như các bạn thấy rồi đó, thì các bạn thấy ở ngoài Bắc sẽ có những cái gia đình mà người ta thu mua trứng và người ta xuất đi Trung Quốc ấy, người ta bỏ hàng ngàn quả trứng ra nhà đó và người ta chỉ ngồi soi thôi. Cái mục đích của cái việc soi này là để đánh giá xem cái chất lượng phôi nó có cao hay không, có tốt hay không, để mà xuất trứng đi bán. Khi mà bạn hàng bên kia người ta mua về người ta ấp, vì cái tỷ lệ nở nó cao thì cái uy tín bạn hàng của người ta nó sẽ cao. Còn nếu mà mình bán cho người ta những quả trứng mà nó chất lượng nó không cao như thế này ấy, thì khi mà về bên kia người ta ấp, người ta nuôi vừa nở tỷ lệ thấp này, xong rồi cái rắn con nở ra khi mà nuôi lên nó rất là eo ọt, nó rất là cực trong quá trình nuôi, thì nó đều làm giảm uy tín của bạn hàng xuống. Đó là lý do tại sao mà ở ngoài Bắc có rất là nhiều gia đình trải trứng ra một sàn nhà luôn để mà soi là như vậy. Đó là đối với trứng hổ mang ha. Còn mấy cái rắn này thì ngoài nuôi bảo tồn ra thì không có ai nuôi hết á, nên là các bạn đừng có hy vọng là sẽ thương mại các loại trứng như thế này. Đây này, mình cho các bạn xem này. Đây là những quả trứng mà mình đã ấp được khoảng tầm 15 ngày rồi. Thì những quả trứng mà không phôi là nó sẽ bị teo lại, nó bị khô lại này. Các bạn thấy cái phôi cũ nó có màu đỏ đỏ kìa, nhưng mà quả trứng này nó vẫn không nở được. Những quả trứng mà đỏ au như thế này này thì cái tỷ lệ nở của nó là 100% nha. Còn 45 ngày nữa thì mình sẽ điều tiết nhiệt độ độ ẩm làm sao để cho nó đúng, để mà nở cái tỷ lệ nở nó ra cao nhất. Các bạn thấy không, chỉ máu nó rất là rõ và đẹp. Thì mình nói thêm một chút xíu về những câu hỏi mà các bạn hay hỏi ở trên YouTube ha. Tại vì là các bạn hỏi mình là anh ơi, rắn đẻ trứng là rắn độc đúng không, còn rắn đẻ con là rắn không độc đúng không? Tại vì có thể là các bạn nhìn thấy những con rắn nước thì nó lại đẻ con, còn những con rắn ví dụ hổ mang thì nó đẻ trứng, thì mọi người có thể nghĩ là những con mà đẻ con thì không có độc, còn đẻ trứng thì có độc. Không phải, cái việc mà đẻ trứng hay là đẻ con ấy nó không quyết định đến việc mà con rắn nó có độc hay không. Ví dụ như là rắn lục xanh đuôi đỏ là một loại, một rắn đẻ con thì nó vẫn có độc, còn rắn ráo trâu đẻ trứng thì nó lại không có độc. Nên cái việc mà rắn đẻ con hay đẻ trứng quyết định đến việc độc hay không, không có cơ sở ha. Ok thôi, mình làm cái nội dung đến đây thôi ha. Thì mình muốn chia sẻ cho các bạn thêm một ít thông tin về những cái điều mà thú vị xung quanh cái công việc của mình. Thì tại vì công việc thì ai cũng có công việc, nên nó sẽ có những lúc mà mình cảm thấy nhàm chán, những lúc mà mình cảm thấy thú vị. Thì thôi, mình nên tìm một cái gì đấy nó thú vị trong công việc của mình. Bây giờ đang dịch nên là rất là khó khăn cho tất cả mọi người. Hy vọng là dịch bệnh nó sẽ nhanh qua đi để mà các cái hoạt động nó trở lại như bình thường. Chúc các bạn và mọi người trong gia đình thật nhiều sức khỏe để mà vượt qua đại dịch. Chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo. Bye bye.